thể đã chạy trước đây ha. Thì các bạn sẽ có một số cửa sổ đây nè, được chưa? Rồi thì đây là cái cửa sổ, tùy vào cái version mà có thể nó sẽ khác một chút nha các bạn. Đấy. Thì trong cái slide thầy cung cấp cho các bạn á, thì thầy có trình bày sơ cho các bạn về các postman, thì các bạn đọc lại. Thì sau này khi mà các bạn đi làm dự án thật thì sau này đa số các bạn sẽ thấy là nó làm API thôi các bạn. Tức là cái dữ liệu nó trả ra cho cái phía client á là cái dữ liệu dạng như thế này. Đấy. Thì đây là những cái dữ liệu dạng là JSON các bạn, được chưa? Thì để test cái tầng mà API đó các bạn, thì thường một cái kiểm thử viên họ phải test trực tiếp cái API như thế này để nó coi những cái thông tin này nó trả về nó có đúng hay không, chứ không phải là lúc nào cũng phải test trên cái giao diện nha. Như vậy là các bạn muốn test trực tiếp trên API thì các bạn cần phải có một cái công cụ, thì cái thằng Postman này là một trong những cái công cụ nổi bật để mình kiểm thử cái API nha. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng Catalog hay là một số cái công cụ khác. Đấy, nhưng mà đây là công cụ mà phổ biến nhất. Thì trên cái công cụ này đó thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có nhiều cái chỗ này là cái chỗ cái vùng này nè, là cái vùng mà bắt đầu mình sẽ nhập những cái thông tin của cái endpoint. Thì mỗi một cái API các bạn sẽ có dạng như thế này, là một cái endpoint nó chia ra cho client, nó gọi cái này nó sử dụng và nó sẽ nạp những cái dữ liệu này lên trên cái giao diện của nó, được chưa? Thì cái cơ chế của nó là request và response thôi chứ không có gì đặc biệt hết. Thì cái này là cái đường mình bây giờ mình gọi là endpoint, thì dùng cái từ endpoint luôn, để mình gửi cái request lên server này nè các bạn, để mà mình lấy những cái thông tin này và nó sẽ trả ra cho mình cái này. Đấy. Và trách nhiệm của mình test API là mình phải test những cái này nè, cái dữ liệu này nè, nó trả ra có đúng với cái nghiệp vụ người ta yêu cầu hay không, được chưa? Là cái tầng này người ta gọi là test tầng API các bạn nha. Thì ví dụ như sau này các bạn phát join vào một cái dự án mà nó vừa làm mobile, vừa làm desktop, vừa làm laptop, vừa làm web chứ. Đấy, rồi sau đó nó sẽ có một cái bộ API chung ở bên ngoài để nó gửi ra cho mấy thằng đó, nó gọi nó cùng sử dụng. Thì đây chính là cái hình dạng kết quả của một API sau này các bạn sẽ thấy, được chưa? Đấy, như vậy là để test nó chính xác API nó chạy hợp lý hay không, đúng nghiệp vụ hay không, dữ liệu của nó có ràng buộc mọi thứ hay không, thì mình sẽ fetch API thông qua cái giao diện postman này, được chưa? Rồi thì ở đây không có một API cụ thể để các bạn test, thì thầy sẽ minh họa cho các bạn thông qua một cái nó gọi là mock API. Đấy. Thì cái mock API này là một cái hệ thống nó cung cấp cho mình các cái API giả để mà mình test, được chưa? Tại sau này hiển nhiên khi các bạn làm dự án các bạn sẽ có cái bộ API của dự án. Đấy, thì mình sẽ có một cái bộ mock API này, thì các bạn login vào ha. Login vào đây. Các bạn đăng ký tài khoản rồi các bạn login vào ha. Thì cái này là thầy sẽ dùng cái tài khoản này. Rồi, thì ở đây ví dụ như thầy đã tạo một API giả ở đây, thầy test này các bạn. Đấy, ví dụ như ở đây thầy có cái item ha. Để thầy tạo lại từ đầu luôn cho các bạn theo dõi. Cái chỗ này để thầy xóa đi ha. Bây giờ thầy tạo API, thì các bạn hình dung API này sau này là có thể phát triển bằng Java, bằng Python, bằng Ruby, bằng PHP, v.v. Đấy, nó làm xong rồi nó chia ra các bộ API cho các cái client bên JavaScript, bên mobile, bên desktop nó gọi nó xài. Đấy, nó gọi chung một chỗ. Đấy, nó tách biệt hoàn toàn giữa cái phần giao diện và cái phần xử lý. Thì cái phần xử lý của mình chính là API, được chưa? Thì bây giờ thầy tạo ra một cái bộ API demo ha. Đấy, API demo. Rồi, thì ở trong đây nè các bạn bấm vô cái thì các bạn có thể đây là cái này mình gọi là endpoint các bạn, endpoint. Thì nó chia ra những cái API này để cho các client nó gọi. Thì bây giờ thầy nêu ra một cái đầu tiên ha. Ví dụ như thầy tạo ra một cái category, một cái API liên quan tới category. Đấy. Rồi nó sẽ generate cho mình dữ liệu luôn. Ví dụ như cái category của mình gồm những cái trường nào. Ví dụ như thầy gồm cái trường bỏ, thầy trường trường Nam nè, trường ID với Nam thôi, thầy cần hai trường thôi. Được chưa? Thì các bạn có thể bấm create ở đây. Đấy. Thì nó sẽ tạo ra cái API cho mình và các bạn có thể xin đại một số dữ liệu cho nó. Ví dụ như thầy xin 10 dòng dữ liệu. Thì các bạn click ngay số 10. Được chưa? Thì các bạn bấm cái data này. Đấy, thì đây chính là những dữ liệu API này các bạn ha. Thì các bạn có thể fetch API này ra các bạn chạy thử. Đấy. Đấy, các bạn muốn chạy ở trên đây đúng không? Trên đây nè. Thì các bạn bấm vô đây ha. Đấy, nó mở ra cái box này là cái box để chạy API nè. Được chưa? Đó, thì các bạn bỏ cái control của mình vô đây, bỏ cái endpoint của mình vô. Cái này mình gọi là endpoint. Được chưa các bạn? À, như vậy là các bạn mới đi vô đây, các bạn xoẹt tới cái này, các bạn bấm vô cái chỗ edit ấy. Đấy, nó sẽ có một những cái thông tin, đây là các API.
Thì các bạn biết là những client mà nó gửi request lên server, các bạn nó sẽ gửi theo nhiều cái phương thức khác nhau. Thì nó có cái phương thức get, phương thức post là nó thêm, phương thức put là nó cập nhật và phương thức delete là nó xóa. Đấy, sau này các bạn học tới web thì các bạn sẽ biết những cái chỗ này. Đấy, các bạn sẽ biết là khi mà client nó gửi request lên đó, nó sẽ có nhiều cái dạng. Thì cái dạng đầu tiên á là cái dạng mà nó lấy hết các bạn, thì nó sẽ có cái endpoint sạc như thế này. Thì các bạn gắn vô trong đây giùm thầy ha. Đấy, các bạn gắn vô đây, chạy thử một cái này nha. Đấy, như vậy là đây là cái endpoint để thầy lấy cái danh mục nè, được chưa? Cái này là IO chứ. Đấy, đây là endpoint để thầy lấy danh mục các bạn gửi. Thì cái phương thức mà các bạn chọn nó nằm ở đây các bạn. Như vậy là các bạn thấy là cái quy định API người ta ở đây là get nè. Các bạn muốn test cái endpoint lấy dữ liệu lên thì các bạn gọi đúng cái phương thức get, gửi lên đúng phương thức get. Thì ở đây các bạn sẽ thấy mình có một cái method là get. Được chưa? Đây là các cái phương thức nó gửi lên server. Như vậy là các bạn chọn get để lấy. Các bạn bấm send. Đấy, thì lúc này nó đổ cái dữ liệu ra. Thì cái dữ liệu này chính là cái dữ liệu mà nó phản hồi từ phía server. Cái mock API giả của mình nó đổ về đó các bạn. Thì cái này là do thầy làm dữ liệu giả thôi. Được chưa? Thì API thường nó trả ra dữ liệu dạng này. Thì đây người ta gọi là cái dữ liệu dạng JSON. Được chưa các bạn? Đấy. Và cái trách nhiệm của mình là mình phải test những cái dữ liệu này là nó đúng hay không, nó có đúng cái nghiệp vụ, cái business mà người ta đưa ra hay không. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì các bạn sẽ có một cái API nữa. Ví dụ như các bạn coi chi tiết thông tin của một cái danh mục đi. Đấy, thì các bạn sẽ có một cái API thứ hai. Là các bạn thấy nó ghi cú pháp như thế này đó, là các bạn chỉ định cho nó cái ID của danh mục. Đấy, như vậy là mình có thể thử một cái endpoint thứ hai nè. Ví dụ như thầy coi chi tiết của cái thằng số 2. Đấy, thì thầy xoẹt số 2. Được chưa? Là nó sẽ trả ra cho thầy một mình thằng này thôi. Các bạn hình dung giống như là thầy đang muốn truy vấn ra những danh mục nào có ID là 2 vậy đó. Đấy, thì các bạn gửi cái get lên nè. Đấy, thì nó trả về đúng cái thằng số 2 thôi. Được chưa? Rồi, cái thứ hai mà thầy muốn nói với các bạn là gì? Cái method post. Cái method post này là cái method mà dùng để thêm một cái dòng dữ liệu mới vô. Đấy, thì các bạn muốn thêm vô đó thì các bạn làm như thế này. Đấy, các bạn bỏ cái này đi ha. Các bạn chọn cái method là post. Được chưa? Rồi, thì cái post này nè các bạn, khi mà nó gửi dữ liệu lên trên server á, nó sẽ gửi bên trong cái body này nè. Đấy, bên trong cái body này nè các bạn. Được chưa? Thì các bạn chọn cái raw ha. Các bạn chọn dạng JSON các bạn gửi lên. Bây giờ các bạn copy cái này. Đấy, các bạn phải đưa đúng cái cấu trúc này các bạn. Cái ID này có thể các bạn không cần đưa, nhưng mà cái name này phải đưa lên. Mình đang muốn chèn vô mà. Thì đây là cái cách thức các bạn gọi API của nó đó, mà không cần giao diện khác. Thì các bạn chèn vô ha, bỏ vô này, mình bỏ cái name vô đi. Ví dụ như mình đặt cái tên danh mục này đi. Đấy, bỏ cái này ha. Đấy, mình tên danh mục, ví dụ thầy nói đây là danh mục của tôi. Được chưa? Đấy, như vậy là mình có được một cái danh mục ở đây. Bây giờ mình bấm thử coi. Nhớ là cái phương thức post này thường là nó gửi lên, nó chèn dữ liệu nha. Và các bạn thấy là mặc dù cái endpoint này nó giống như endpoint get hồi nãy, nhưng mà cái post này mình chọn là nó khác rồi. Và cái này thường là dùng để thêm dữ liệu, để thực thi API để thêm dữ liệu. Thì các bạn xem thử nè. Đấy, nó respond về, tức là nó thêm thành công rồi đó. Vậy các bạn lên các bạn coi thử nha, coi nó có cái dòng dữ liệu của thầy hay không. Cancel, các bạn bấm cái này nè ha. Đấy, các bạn thấy nè, đây nó có một cái mục danh mục của tôi nè, thấy chưa? Đấy là thao tác chèn vô ha. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn coi thế này. Giả sử các bạn muốn cập nhật một dòng dữ liệu nha, cập nhật cái dòng dữ liệu thì các bạn dùng một cái phương thức gọi là put. Được chưa? Đấy. Như vậy là ví dụ như thầy muốn cập nhật cái thằng số 11, thầy muốn sửa cái tên này lại. Đấy, thì các bạn nhìn API nó cung cấp nè, phải là put kèm theo cái ID của cái danh mục muốn cập nhật. Đấy, thì sau này các bạn đi làm test API thì người ta cũng sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin như thế này. Đó. Thì bây giờ thầy muốn chạy API này đúng không? Thầy muốn cập nhật thằng 11 thì thầy lấy đúng cái endpoint của nó là xoẹt 11 và thầy chọn đúng cái phương thức mà nó yêu cầu thầy test. Đấy, và thầy sửa cái name lại. Ví dụ như thầy nói là đây là danh mục của tôi ha, vừa cập nhật thêm cái nữa. Đấy. Bây giờ đấy, thì bây giờ mình gửi lên, nhớ là đúng phương thức và đúng endpoint. Đây là hai cái điểm quan trọng khi mình test. Mình phải coi coi endpoint của nó kêu mình test là cái gì, rồi cái phương thức mà nó cho phép là cái gì nha. Rồi mình send lên. Rồi, như vậy là các bạn lên các bạn coi lại dữ liệu ha. Các bạn coi cái phần data đây nè. Đấy, các bạn kéo xuống đây. Đấy, nó đổi thành cái câu của mình vừa mới làm này nè. Được chưa? Đấy. Còn bây giờ thầy muốn xóa. Ví dụ như bây giờ thầy xóa danh mục 1 nha. Xóa danh mục 1 thì các bạn mới nhìn API của nó nè. Để xóa đó thì cũng là endpoint này các bạn, nhưng mà cái phương thức của nó yêu cầu mình là delete. Được chưa? Đấy, như vậy là ở đây ha, thì cũng là cái bây giờ xóa thằng số 1 đi. Đấy, và đổi cái này lại thành phương thức delete. Đó.
thì các bạn send lên thì tự động khi mà thằng server nó nhận thông tin này, nó biết là các bạn xóa nó, được chưa? Thì các bạn bấm cái lệnh send lên nè đấy, thì nó trả về thằng này, tức là thằng này bị xóa rồi đó. Thì các bạn lên các bạn coi lại nha, các bạn bấm vô cái thằng dữ liệu của mình đây, các bạn thấy là không còn thằng số 1 nữa, thấy không, nó bắt đầu từ thằng số 2 đấy. Thì khi mà các bạn test API thì thường nó sẽ vòng vòng trong bốn bốn cái này và một số cái thao tác chứng thực nữa. Thì sau này khi mà các bạn ra, các bạn sẽ đụng nhiều cái thao tác chứng thực, thì thường là các bạn khi mà chứng thực nó sẽ liên quan tới cái bot nha. Thì bây giờ thầy nói với các bạn một chút về chỗ này, thì thao tác chứng thực sau này là nó nằm ở đây nè đấy. Các bạn chứng thực token gì đó thì các bạn điền xử lý cái thông tin ở trong cái phần cái này, nó sẽ có nhiều cái lượt đồ để chứng thực. Thì sau này khi mà các bạn test chứng thực, các bạn hỏi người ta coi trong dự án này đang chứng thực theo cái nào, theo cái auth 2 hay là theo một cái phương pháp nào khác, thì các bạn mới điền những cái thông tin vô đây, các bạn mới chọn cái phương thức chứng thực tương ứng. Bởi vì cái API thì các bạn biết sau này nó cần phải chứng thực mới gọi được, chứ không phải nó gọi khơi khơi giống như mình vừa rồi đâu. Mình vừa rồi là mình không có chứng thực gì trơn á, cứ gọi thẳng à, public mà, được chưa? Để sau này các bạn sẽ cần có những cái chứng thực này để các bạn gửi lên đấy. Rồi sau này các bạn cần gửi cái tham số gì lên nữa đó thì các bạn để vô đây, trong đây nó sẽ có cái tham số để gửi vô đấy. Gửi thì nó sẽ đính kèm trực tiếp trên cái đường dẫn này luôn các bạn, thì nó gọi là cái phần ba đăng nha. Và khi mà các bạn thực thi các cái lệnh POST, lệnh PUT đó các bạn, là cái dữ liệu các bạn phải gửi trong cái body. Cái body này nó chính là cái phần thân của cái HTTP mà nó gửi lên server đó các bạn. Đấy. Còn cái cấu trúc này là cái gì đó thì nó phụ thuộc vào cái đối tượng các bạn đang tương tác. Và cái cấu trúc dữ liệu này nè, nó sẽ do phía API nó cung cấp cho các bạn để các bạn biết được các bạn gửi cái gì lên. Được chưa? Và các bạn dựa trên cái document đó để các bạn test cái này. Đấy. Ngoài ra ở đây các bạn sẽ được cung cấp hai cái chỗ để mình biết unit test. Đấy, cái chỗ thứ nhất là cái request script, là cái đoạn script này, cái script này nó viết bằng Node.js các bạn. Node.js là JavaScript ấy. À, nhưng mà nó làm phía backend thôi. Thì nó sẽ ở tại thời điểm mà những cái đoạn code các bạn viết ở đây nè, nó sẽ được thực thi trước khi API được gọi. Đấy, các bạn có thể kiểm tra trước khi API gọi. Còn cái tab này nè là cái chỗ mà nó sẽ thực thi sau khi API nó đã phản hồi dữ liệu về. Đấy, và các bạn có thể kiểm tra cái dữ liệu này nó đúng hay sai bằng cách viết các unit test ở đây. Được chưa? Đấy, ngay chỗ này là ngay chỗ mà các bạn có thể viết cái unit test nha. Rồi, thì ngoài ra đó thì các bạn có thể tạo ra rất nhiều những cái thông tin. Ví dụ như các bạn có thể tạo ra collection để các bạn gom nhiều cái lại. Ví dụ như ở đây là những cái API mà thầy đã từng test nè. Đấy, thầy đã từng test trong cái môn công nghệ lập trình hiện đại nè. Thì môn đó làm API nhưng phải chạy thử API chỗ này. Đấy, những cái này là thầy từng test. Và những cái tab này cũng vậy, là thầy từng test và thầy chưa có xóa. Thấy chưa? Một số cái thông tin tổng quan là như vậy nha. Thì bây giờ thầy lướt trong slide số cái rồi thầy demo cho các bạn tiếp. Như vậy là những cái mà giới thiệu sơ sơ về cái giao diện thầy có trình bày trong đây nhé. Các bạn cố gắng coi lại. Và đây là cái cách mà các bạn gửi lên dữ liệu dạng GET này, được chưa? Và các bạn nhớ là những cái gì mà các bạn request lên server dạng GET đó các bạn, thường là những cái thông tin nó public và nó sẽ đính kèm lên trên cái URL giống như thế này này. Được chưa? Đấy, những thông tin này thường là nó không có tính riêng tư, không có tính nhạy cảm. Như password là một cái thông tin nhạy cảm đó các bạn, không có nên gửi lên theo dạng này. Thường mà các bạn có gửi password là các bạn phải chọn cái dạng post hồi nãy. Đấy, để ý những chỗ đó. À, những cái chỗ thì các bạn đọc thêm ha. Ví dụ đây là API này, thì đây là cái dữ liệu response. Thì một lát nữa mình biết unit test, mình test thử một vài cái quy định nha. Rồi, thì thầy có hướng dẫn các bước ở đây, được chưa? Rồi, tiếp theo là cái phương thức dạng post ha. Cái post á, thì mình sẽ bỏ dữ liệu dạng JSON. Thì cái dữ liệu này gọi là JSON các bạn. À, JSON là nó viết tắt của từ JavaScript Object Notation. Đấy, nó thực chất nó là đối tượng của JavaScript đó các bạn, nhưng mà trong quá trình truyền dữ liệu trên môi trường internet là nó truyền dạng JSON này, và đây là một trong những dạng mà được dùng phổ biến nhất bây giờ. Trước đây là người ta dùng XML, tại sau này người ta dùng JSON thôi. Ưu điểm của nó là gì các bạn? Dễ đọc, người bình thường đọc cũng hiểu, không cần phải là lập trình viên. Đấy, rồi nó đa nền tảng, trên nền tảng nào đọc cái này cũng được hết trơn á. Đấy, nó không phụ thuộc bất kỳ nền tảng nào, thậm chí các bạn mở trên điện thoại cũng được nữa. Mình mở trên điện thoại bật trong trình duyệt vẫn đọc được những thông tin này. Được chưa? Do đó là đây là cái loại dữ liệu mà được gửi qua lại giữa các cái nền tảng khác nhau ở trong cái môi trường internet. Như vậy là khi mà các bạn muốn gửi cái request dạng post ấy, thì các cái bước các bước các bạn làm thì như thế này, được chưa? Đấy, thì nó sẽ có cái response về, được chưa? Thì các cái bước tiến hành thì thầy có nêu từng bước giống như thầy làm hồi nãy. Đấy, đầu tiên là các bạn chọn body nè, chọn JSON nè, bỏ cái dữ liệu vô. Thì cái dữ liệu này là dữ liệu làm sao có cấu trúc này, thì khi các bạn test các bạn sẽ có cái document của API để quy định cấu trúc các bạn test.
Đấy. Rồi mình send lên đó thì nó sẽ phản hồi về như thế này. Được chưa? Đây là những dữ liệu JSON. Rồi. Một số cái kỹ thuật liên quan nữa, ví dụ như ở đây mình thiết lập cái biến môi trường. Biến môi trường là cái gì? Thì ở đây cái biến môi trường đó các bạn là những cái biến dùng chung. Ví dụ như mình thấy là có một số cái thông tin mình cố định giữa các API á, mà các bạn muốn thiết lập dùng chung luôn đó, thì các bạn có thể khai báo thành một cái biến môi trường. Ở trong đây nó gọi là cái biến môi trường của Postman các bạn. Đấy. Thì rõ ràng khi mà mình khai báo biến môi trường thì nó giúp cho mình sau này dễ sửa cái domain. Đấy, ví dụ như sau này mình vừa test trong môi trường test rồi mình test trong môi trường production, các endpoint thì nó giống nhau nhưng mà cái domain thì nó khác nhau, thì thường là người ta sẽ khai báo cái biến môi trường để mà người ta sửa cho nó nhanh các bạn. Đấy. Thì bây giờ để tạo biến môi trường thì như này, các bạn có một cái hình hình con mắt. Hình con mắt này thì tùy nha, có phiên bản này phiên bản khác, có thể các bạn không thấy nó nằm ở đây mà nằm đâu đó, thì các bạn nhìn icon na ná như vậy. Thì các bạn đặt cho nó một cái biến môi trường là ví dụ như thầy đặt cái này demo ha. Đấy, thầy đặt cái này rồi sau đó thầy sử dụng nó với cú pháp này. Bây giờ các bạn coi thử cái biến môi trường ở đây nha. Ví dụ như thầy thấy cái phần test strip này nè, hầu như là nó không có đổi các bạn, giữa các API là hầu như nó không có đổi. Do đó là thầy muốn để này thành biến chung, được chưa? Đó, đưa để này thành biến chung. Để mà sau này những cái API chung á thì các bạn cứ việc gọi thôi. Và các bạn vừa chọn xong nó hiện luôn này, thấy không? Nó hiện luôn cái set biến môi trường này, set air variable này, thấy không? Đấy, các bạn có thể bấm vô đây cũng được ha. Để thầy copy cái này trước nè. Rồi, hoặc là các bạn bấm vô con mắt nè, hình mắt này thấy chưa? Rồi, thì lúc này đó các bạn có thể edit cái này để tạo một cái biến môi trường. Thì thầy sẽ tạo một cái biến môi trường, ví dụ thầy nói là my UL ha. Đấy, thầy đặt giá trị ở đây. Current thầy cũng đặt đây luôn, các bạn muốn đổi gì đổi đây, nó tự nó để điền qua luôn này, thấy chưa? Đó, thì như vậy là các bạn lưu lại, control net lưu lại. Như vậy là bây giờ các bạn có thể dùng cái biến này. Rồi đóng này lại ha. Thì bây giờ ở đây thầy sẽ không dùng này nữa. Mai mốt thầy chỉ đưa cái biến này vô thầy xài thôi. Mai bắt vô luôn, được chưa? Đấy. Thì ở đây các bạn có thể get lại nha. Get lại, get này đi ha. Rồi send. Đấy, thì nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà với cái biến môi trường này nó sẽ giúp cho mình test API nhất quán. Là sau này ví dụ như cái hệ thống này nó triển khai lên production ở trên một cái hệ thống thực á, thì các bạn chỉ cần vô sửa biến môi trường là tất cả các API mình test lại bình thường. Được chưa? Và sau khi các bạn test xong API này rồi, các bạn có thể lưu lại, các bạn control S. Các bạn có thể lưu lại vào một cái nào đó. Ví dụ ở đây ha, thầy nói là thầy test. Thầy lưu lại vô đây, thầy nói là thầy test demo for cast. Được chưa? Thầy save lại. Đấy, thì sau này cái API nó nằm ở đây. Mỗi lần các bạn muốn test lại cứ click vô đây. Đấy, và bấm vô chạy tự động lại. Thì cái bộ test case sau này các bạn thiết kế nó sẽ lưu trữ trong toàn bộ Postman này. Đấy, nó sẽ giúp cho mình tái sử dụng lại một cách hiệu quả. Được chưa? Rồi ví dụ như sau này xong rồi thầy muốn làm một cái API lấy chi tiết nữa thì thầy cứ nêu thầy làm thôi. Thì thầy cứ lấy là gì đây? My UL. Đấy, bây giờ nó có hiện ra luôn rồi nè. Rồi thầy xoẹt, thầy lấy category. Rồi thầy lấy category thứ 11 của thầy ra thôi. Rồi thì send. Đấy, thì nó lấy ra. Rồi thầy muốn xài xong, thầy muốn API này thì lưu lại, thì thầy save lại. Ví dụ như thầy nói là get cap detail. Đấy, thì nó sẽ lưu lại cái bộ API có thể ở đây. Được chưa? Và sau này các bạn có thể tái sử dụng cái này trên nhiều cái dự án khác nhau. Bởi vì nó sẽ có các cái cấu trúc post với là nó khác nhau cái dữ liệu thôi. Các bạn có thể duplicate cái này ra, các bạn xài rất là khỏe. Nó gì làm cho mình tiết kiệm cái thời gian để mình test API. Được chưa? Rồi, cái tiếp theo mà thầy muốn nói với các bạn đó là các bạn viết test script. Đấy, cái này quan trọng nè. Thì hồi nãy thầy có nói với các bạn đó, mình sẽ có hai cái tab để mà mình thực hiện cái thao tác mình viết test script. Thì cái request script là cái thời điểm nó chạy là trước khi nó gọi chạy API. Còn cái thằng test này là nó chạy sau khi cái API nó đã được trả về. Được chưa? Nha. Rồi, thì ở đây cú pháp của thằng này là cú pháp của Node.js các bạn. Bạn nào mà biết Node.js thì sẽ là một cái thuận lợi để các bạn biết cái test. Thì thật ra thì nó cũng là JavaScript thôi, cái cú pháp nó cũng là JavaScript thôi các bạn. Bởi vì Node.js là JavaScript mà là lập trình phía backend ấy. Được chưa? Như vậy là ở đây chủ yếu thì thầy sẽ minh họa cho các bạn cái phần về thực thi sau khi nó respond thôi. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái biến BM. BM là cái biến toàn cục của nó để nó test. Được chưa? Thì bây giờ các bạn chạy test ở đây nè, các bạn đặt tên cho cái test case của mình. Ví dụ như test case này để test lấy danh mục. Rồi đây là cái hàm chạy test, nó giống như cái assertion của mình ở trong cái thằng Java vậy. Được chưa? Đấy, thì lát thầy demo cái này chung cho các bạn xem.
Rồi ở đây là các bạn có một cái bước ha, kiểm tra response. Đấy, các bạn có thể dùng một cái lệnh response chấm status ha, thì nó hơi hơi dài, chấm hơi dài một chút các bạn, bởi vì cái cách lập trình của nó ở đây là như vậy. Đấy, ở đây các bạn thấy chấm ở đây, chấm bm chấm response ha. Đấy. Rồi sau đó các bạn có một cái static. Đấy, nó giống như cái echo với cái static của mình hồi xưa vậy đấy. Mình lấy từng thằng ra rồi mình coi cái expected. Còn các bạn muốn lấy nguyên cái dữ liệu ra nè thì các bạn có response.json, được chưa? Đấy là nguyên cái dữ liệu trả ra của nó đó. Rồi bây giờ thầy sẽ làm thử cho các bạn coi nha. À, bây giờ ở đây mình test cái này đi. Mình test cái một sản phẩm đi cho nó dễ ha. Bây giờ thầy viết test script ở đây, các bạn để là BM. Mình gọi phương thức test, được chưa? Ví dụ như ở đây mình nói là test detail. Detail là cái chi tiết sản phẩm đó. Thì ở đây các bạn viết một cái hàm. Cái này là JavaScript đó các bạn. Bây giờ các bạn in ra thôi, đơn giản in ra thôi để cho các bạn thấy là nó có gọi vô đây ha. Thì cái này là JavaScript các bạn. Như vậy là thầy lấy cái bm.response. Đấy là cái dữ liệu nó trả về đó. Rồi thầy bạc nó thành JSON. Được chưa? Rồi chạy thử coi nó có in này ra không nha. Rồi mình cứ send lên. Rồi cộng son đây nè các bạn. Đây, các bạn thấy nó in ra này, thấy chưa? Đấy, cái cục dữ liệu nó in ra cho mình nè. Đấy. Thì bây giờ các bạn có thể test. Ví dụ như thầy muốn là thầy hỏi là thầy đưa ID thì cái thầy muốn kiểm tra coi cái response này có phải là 11 hay không, đúng không? Thì lúc đó các bạn sẽ dùng một cái phương thức là expected, rồi các bạn đưa giá trị .to.equal. Đấy. Như vậy là mình sẽ làm như sau. Thầy lấy cái này đưa này vô một cái biến data ha. Đấy. Mình có một cái let data bạn. Rồi thầy có là bm.expected. Rồi thầy lấy cái thằng D ra. Thầy lấy cái trường ID ra ha. ID ra. Rồi thầy hỏi là equal to. Equal to. À, cái này là equal.to. Với. Ví dụ như nó bằng với 11. Bởi vì mình đang lấy 11. Mình muốn nó trả ra đúng với 11. Đúng không? Đấy, mình xem lên. Đấy, thì bây giờ nó chạy ra cái này ha. Thì các bạn sẽ có một cái cửa sổ. Cái cửa sổ về cái kết quả test để nó thống kê coi nó có bao nhiêu test result nè. Thấy chưa? Ủa này nó fail rồi. À quên, ID của nó là chuỗi các bạn. Do đó là mình so sánh chuỗi ha. ID của nó là chuỗi. Được chưa? Đấy. Ủa. Cái này, ok, kiểm tra cái echo của mình biết cơ. Cái echo của mình là tu à chấm tu chấm echo các bạn ngược lại. Đây, rồi chấm tu chấm echo. Đấy, chấm tu ha chấm echo. Đấy, đưa này ha bằng với 11 send. Đấy, giờ nó bắt này thấy chưa? Rồi như vậy ở đây các bạn có thể test trạng thái. Ví dụ như các bạn thấy nó có một cái thứ các bạn cần phải test rất là quan trọng, đó là status code các bạn. Thường á, nó trả ra status code 200 á, tức là nó thành công. Nhóm 2 là thành công các bạn. Còn nhóm 5 là thất bại. Mà cái lỗi đó thường là do server. Còn cái nhóm 4 á, là cũng thất bại. Nhưng mà cái lỗi đó là thường do client. Được chưa? Đấy. Thì ở đây nè, ví dụ như thầy muốn mong muốn này nó trả ra cho thầy status code 200 đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ gọi một cái này để các bạn kiểm tra status nè. Response2.to.health status. Được chưa? Đấy. Các bạn có là PM chấm response chấm to nó có hay không ha, chấm theo status là 200 hay không, được chưa? Đấy, thì các bạn có thể chờ cái này nó ra một test case này, được chưa? Rồi bây giờ thầy thử biến test case khác nha. Ví dụ ở đây các bạn có bm test, ví dụ như test cái này là ví dụ mình là test test một cái chèn sản phẩm mới đi, biết một cái API khác đi. Cái này ví dụ mình đổi lại là post đi ha. Post đi. Được chưa? Rồi. Như vậy là sau khi mà nó add vô, cái này là mình test add nè. Được chưa? Thì thầy muốn nó trả về đang là 11 đúng không các bạn? Nếu mà add thành công thì cái response nó phải là 12. Một cái thằng mới. Được chưa? Rồi. Và mình chạy ở đây ha. Và các bạn phải bỏ vô cái body nữa chứ. Cái body ở đây là raw. Mình cho là JSON. Ví dụ mình đang thực hiện chèn vô một cái đồng chí có cái name là MyTest
Rồi đại khái như vậy. Anh này dùng hai nháy. Rồi bây giờ thầy hỏi thầy coi coi cái này nó có test thành công hay không, thấy chưa? Đấy, như vậy là nếu nó test thành công thì cái ID của nó trả về phải là 12 và cái name của nó phải đúng với chữ my test đúng không? Thì mình sẽ viết tiếp cái assertion bm.expect chấm à, lấy cái thằng dname ra. Dname rồi to equal. Đấy, để đảm bảo là nó chèn đúng cái thông tin của thầy muốn là thầy kiểm tra với chữ này đúng không? Bỏ cái này vô. Đấy, mình có một cái test ở đây. Đấy, thì bây giờ mình chạy thử cái test. Rồi nó trả ra fail rồi. À, cái fail này là nguyên do là gì các bạn? Nó respond về cái code 200 nhưng mà nó trả ra 400. À 400 tức là à cái endpoint mình sai các bạn, endpoint này nó mới đúng nè. Được chưa? Chèn vô hồi nãy các bạn nhớ endpoint là nó không có cái nó không có cái ID. Đấy, coi lại cái ID nè. Cái chèn vô nè ha. Đây, thấy chưa? Đấy, nó không có ID. Do đó là nó trả về 400 tức là not found đó các bạn. Đấy, trong khi mình expected là 200 ha. Rồi giờ sửa cái này lại, xem lại. À như vậy thành công là 201 các bạn, nó trả ra 201. Thì 201 á thường là cái mã của related. Thì nãy thầy có nói với các bạn ấy là mã 2 là thành công. Như vậy là tùy vào cái API mà trong dự án người ta quy định là thành công tạo thì nó trả ra 201, thì chỗ này mình test 201 ha. Còn thành công do lấy thì nó sẽ thường là 200. Còn thành công do xóa thì thường nó sẽ là 204. Đấy, các bạn chú ý cái mã. Thì cái mã này là test đó, phụ thuộc vào cái API document người ta đưa cho các bạn. Được chưa? Thì thường là như vậy, tạo là 201 là created thành công. Còn lấy thường là 200 là lấy thành công. Còn xóa thì thường nó cũng là 204 là xóa thành công. Đấy. Còn boot thì thường cũng là liên quan tới 200 thôi. Được chưa? Đấy, thì ở đây mình như vậy là mình test cái nội dung này xong rồi nè. Bây giờ mình bấm cái nữa thì nó sẽ ra 13 thôi các bạn. Do đó là mình phải chạy lại cái nữa. Đấy, lúc này thì nó bát nè. Được chưa? Thì cái chỗ này là chỗ mà các bạn viết unit test. Như vậy là trong quá trình viết unit test á, thì các bạn thấy những cái lệnh này rườm rà quá thì các bạn có thể làm như thế này. Test. Ví dụ như thầy nói là test 2 đi. Test 2. Function. Rồi. Nó có một số cái nó gọi là snippets. Thì đây là một số cái lệnh sẵn các bạn, lệnh sẵn nó tích hợp cho mình. Ví dụ kiểm tra status code nè. Đấy, thì nó đưa sẵn cái khối lệnh vô luôn, nguyên khối luôn, bỏ này luôn ha. Đây, kiểm tra status code, nó sẽ đưa ra cho các bạn một số cái quan trọng. Kiểm tra response time nè, thấy chưa? Cái này là kiểm tra thời gian chạy của API. Đấy, thì đây là cái lệnh nè. Mình expected cái response time, mình muốn là nó dưới 200 millisecond. Được chưa? Đấy, và nhiều cái test case mẫu thì dựa trên đây các bạn có thể sửa lại theo ý của mình. Hay là các bạn kiểm tra cái POST request. Đây, nó kiểm tra cái one up. À đây nè, cái này là kiểm tra mã này các bạn. Nhưng mà ở đây mình kiểm tra mã 201 thôi, còn ở đây nó kiểm tra là một trong hai thằng 201 và 202 đều là thành công. Được chưa? Đấy, BM expected nè, response code nè, thấy chưa? Và nó dùng cái phương thức là one up. Thì mấy cái phương thức này nó có define trong cái bộ thư viện nó hết á. Nhưng mà nếu các bạn không nhớ thì có thể dùng mấy cái có sẵn nó gợi ý cho mình, rồi mình sửa lại theo ý của mình thôi. Được chưa? Rồi tương tự như vậy các bạn có thể kéo xuống đây ha, nó có rất nhiều cái phương thức. Ví dụ như các bạn kiểm tra nó bằng một cái gì đó thì các bạn cứ đặt chuột ở đây ha. Các bạn bấm vô đây. Đấy, thì nó sẽ ra cho mình một cái như này, mình kiểm tra cái response body nó bằng cái gì. Được chưa? Đấy, hay là mình muốn kiểm tra cái chứa nó chứa một cái chuỗi nào đó. Thì các bạn có một cái contents. Đây, những cái assertion nó làm sẵn cho mình này nè. Bây giờ mình chỉ cần bỏ vô mình làm tương ứng là xong. Đấy. Thì ở đây mình thử chạy một số cái của nó ha. Đấy, ví dụ như cái này là 201, 202 là chắc chắn bát rồi nè. Còn response time là dưới 200 nè. Còn bây giờ mình bỏ cái này đi, bỏ cái này để mình chạy lại hết rồi nó có ra 3 case nha. Đấy, nó có một thằng bị fail nè. À như vậy là cái thời gian thực thi của mình là 961. Còn như vậy là của mình là mong muốn là dưới 200. Như vậy là cái này bị fail tất cả này. Được chưa? À, ví dụ mình sửa lại đây là 1000. Được chưa? Giả sử trong cái hệ thống business người ta yêu cầu là cái API này phải thực hiện tối đa là trong 1 giây, dưới 1 giây. Được chưa? À, như vậy là 916 thì nó sẽ pass nha. Thường nó sẽ là như vậy. Đấy, nó sẽ pass nè. Được chưa? Đấy, như vậy là ở đây các bạn thấy là nó kiểm tra cái thời gian thực thi API luôn nè. Và ở đây là một request thôi nha các bạn. Sau này nếu mà nhiều request là mình tính khác rồi. Được chưa? Đấy, như vậy là ở đây các bạn thấy có cái bộ snippet này nó dùng cho mình gợi ý cho mình test rất là dễ. Đấy.
Và mỗi một cái này nó giống như mình viết unit test vậy, mỗi một cái này nó là một cái test case. Thì tùy vào nghiệp vụ mà các bạn sẽ thiết kế ra cái bộ test case như thế này. Bây giờ rồi thì các bạn có thể coi thêm ở dưới này ha. Thì đây là cái cách tạo collection để mình gom nhóm thôi. Ví dụ như ở đây các bạn muốn tạo ra một cái collection các bạn demo thì bấm vô đây. Đấy. Các bạn đặt tên cho nó thôi. Ví dụ như là My Demo Collection. Lưu lại. Được chưa? Thì nó sẽ đặt tên ở đây nè. Đấy. Thì sau khi mà các bạn lưu rồi, các bạn cũng trong collection nó cũng có là retest và test nha các bạn. Đấy, đây là hai cái thời điểm mà nó sẽ chạy khi mà nguyên cái collection nó hoàn tất. Bây giờ các bạn có thể add nhiều cái API vô bên trong collection này. Thì nó cũng có hai cái thời điểm nó chạy để mình viết test. Và đây là nhớ là vùng để mà các bạn viết JavaScript vô để các bạn test đó. Thì hôm bữa thầy có nói với các bạn test tự động là những ngôn ngữ nổi bật là JavaScript, Java và Python. Thì thật công cụ này nó dùng JavaScript nha các bạn. Đấy, hai chỗ này là hai chỗ mà các bạn có thể viết JavaScript vô nè. Được chưa? Rồi API các bạn lưu thì các bạn có thể bỏ vô đây. Thì cái này người ta gọi là một cái collection nha. Rồi tương tự như vậy thì ở dưới này ha, đây là hai cái thời điểm nè. Một số cái cú pháp thầy hướng dẫn các bạn sử dụng trong cái quá trình mà các bạn sử dụng TypeScript. Thì ở đây là nó gồm có biến môi trường với lại là một số cái cách để các bạn viết một cái test case. Đấy, đây là một cái test case nè, được chưa? Và các bạn nhớ là trong đây luôn luôn nó có cái biến toàn cục là cái BM nha. BM là một cái biến toàn cục để mà các bạn dùng để các bạn tương tác với dữ liệu response, rồi status, rồi vân vân, những cái thông tin. Thì nó sẽ có rất nhiều cái phương thức để mình làm. Ví dụ như hồi nãy mình có cái echo nè, rồi mình có cái one of nè, rồi mình có cái đây one of nè ha, rồi mình có cái include nè để kiểm tra nó có chứa hay không. Ở trong đây nó dùng cái từ include, cái từ khóa là include nha. Rồi còn đây là kiểm tra cái thời gian thực thi, hồi nãy mình cũng đã có làm rồi. Thì mấy cái này thì nó cũng hơi là dài dòng khó nhớ, thì các bạn có thể dùng cái snippet có sẵn để mà nó đưa ra một cái câu để cho mình dễ mình làm nha. Rồi còn cái này là kiểm tra dữ liệu các bạn, kiểm tra cái dữ liệu ha. Cái này nó giống như các assertion của mình vậy đó nha. Assertion mình làm trong unit test vậy. Thì ở trong đây nó là expect. Expect mình mong muốn thằng này nó sẽ là tương ứng với cái này. Đấy, cái echo hay là include hay là un hay là gì đó. Thì ở đây các bạn thấy nó chi tiết tới nè. Nếu mà đây là chuỗi thì nó là còn đây là chỉ object, chỉ or là nó có un luôn. Đấy, các bạn có thể dùng những phương thức này. Rồi ở đây nó kiểm tra coi trong đây nó có chứa các key hay không. Ví dụ như có chứa key A, key B hay không. Nó rất nhiều cái phương thức kiểm tra. Rồi thầy kiểm tra cái chiều dài của cái này có đúng là 3 hay không. Thì các bạn to hill lên up nha. Rồi thầy kiểm tra số lượng phần tử cái này có phải 3 hay không. Thì các bạn cũng to hill lên up. Đấy. Thì ví dụ như hồi nãy là mình có bao nhiêu phần tử rồi. Ở trong cái này nè. Mình coi thử coi cái get của mình có bao nhiêu cái rồi. Đúng không? Dữ liệu ha. Mình có ở đây là 15. 15 mình trừ 1. Như vậy là có 14. Bây giờ thầy coi coi thầy lấy về có đúng 14 hay không. Thì các bạn có thể thử cái API của mình chỗ này nè, lấy về nè ha, cái get nè. Thì mình viết ra một cái test. Ở đây các bạn có thể lấy sẵn một cái phương thức echo của nó. Đây echo ha, rồi mình xóa cái này. Đấy, mình muốn là expected đúng không? Expected cái response bm.response.json. Mình coi coi nó có phải đúng 14 phần tử hay không ha. To help line up là nó 14. Đấy. Đấy, mình coi coi nó trả ra đúng 14 phần tử hay không. Ví dụ như nghiệp vụ của mình quy định cái gì đó, cái này nó phải là 14 chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ mình xem cái này. Đấy, thì để coi đây test result này, nó bát nè, thấy chưa? Đó. Thì ví dụ mình sửa lại chút thì ví dụ yêu cầu khác chẳng hạn thì lúc này nó bị fail. Nó giống như cái báo cáo unit test của mình trong cái dây unit vậy nha. Rồi, tương tự như vậy. Đấy, các bạn có cái include là kiểm tra có chứa contents tương ứng với cái content ở trong cái lập trình của mình á. Cái content là chuỗi con chứa trong chuỗi cha, hoặc là gì các bạn, phần tử chứa trong mạng. Đấy, thì ở đây các bạn thấy nó cũng tương tự như cái của mình. Cái include là kiểm tra một phần tử của từ điển của cái đối tượng á, thấy chưa? Đấy,